Đưa đầu không biết cho mình sao. À, bé đầu tiên của anh chị hả? Hèn chi, em nói gì? Đồ điếu nè, đồ đó khui. Sao vậy? Tôi biết con nó hả? Ồ ôi. Thấy cái này là chất gây nha, tắm từ từ nó mới trôi ra hết. Cái chất gây á, nó dính trên trên đầu em bé đó, mình tắm từ từ nó mới hết nha. Bình thường không sao.
không? Chị ở đây chị còn áo nào cho bé không? Đi đi chị ẩm đi cho thay không? Hả? Chị còn áo không? Nếu mà không có áo hay không có gì nói đi, tại vì khi bé ướt như vậy ẩm dễ bệnh. Hết áo hay gì nói đi, mấy cái khăn này em để ra cho người ta. À chị để ra rồi đúng không? Anh nhờ cái cô gì đó. Hay